Tháng giêng à la la la, tháng hai da 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 da, tháng ba da 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 da, tháng tư da 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 da, tháng năm da 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 da. Anh Trạng Nguyên ơi. À, chào em gái. Em anh đi thăm anh nè. Em ở nhà luôn được không? Được. Anh có nhớ là hồi xưa em có cho anh 5 đồng lên kinh đô đi học đó. À thì ra là vợ nghèo ở nhà chờ đây rồi. Trời ơi, đúng là cái thứ thấy sang bắt hoàng làm họ là giết cho em đó. Ủa, Trạng Nguyên mà cũng y chang như mấy đứa kia vậy. Khác nhau cái bảng nè. Không có đâu, khác nhau ở điểm là cái hàng sử dụng của sản phẩm. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi. Rồi. Câu đầu tiên, hình ảnh khuê băng kép được in hình trên tờ tiền mệnh giá bao nhiêu? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Có nhắc nhau không? Thôi ghi lại nha. Lâu lắm không xài tiền mặt luôn á, thật sự. 5 4 3 2 1 xin mời đáp án. Tờ 1.000. Tờ bên đây là bao nhiêu? 100.000. 100.000. Tờ 2.000. Tờ bao nhiêu, Mira? 100.000. Hiếu 100.000. Việt Nam Miss Đồng 100.000. Lát Ca 100.000. Hai đáp án khác biệt là Trung Quân và Xuân Phạm ha. Rồi đó là hai đáp án không chính xác, bốn đáp án rồi chính xác. Trời ơi. Yes. Đúng là những người không có tiền run nhỉ. Chị ơi, ông âm thanh âm hại em. Em đi 100, ông nói 1.000 mới đúng. Rồi câu hỏi số 2 như sau. Vị vua nào cho xây dựng văn miếu? Tôi mất tiêu luôn vậy ta. Lý Thái Tông đi. Lý Thái Tông. Coi lịch sử nè em ơi. Lý Thái Tông anh em ơi. Ba. Tông đúng không á? 2 1. Xin mời các sĩ tử lần lượt công bố ạ. Lý Thái Tông ạ. Lý Thái Tông. Hình như em lộn rồi sao á? Em ghi là Lý Thái Tông rồi. Trần Minh Tông ạ. Lý Thái Tông ạ. Nghĩ có vua Lý à? Vua Lý à. Đáp án chính xác được ghi nhận ở đây là vua Lý Thánh Tông. Vào năm 1070 thì vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng văn miếu. Lát Ca là không đủ. Ê chị ơi, em nghĩ là Lát Ca dùng phương án an toàn á, vua Lý kiểu gì cũng trúng. Đúng, dạ, rồi. Đúng rồi, đúng rồi, vua Lý đó. Đúng rồi. Không được, vua Lý Thánh Tông mới đúng. Ok chị. Rồi câu hỏi số 3 là một câu hỏi sở trường của các bạn. Hả? Bài hát hả? Trong bài hát Hà Nội 12 mùa hoa, tháng 6 nhắc đến loài hoa nào? Úi giời ơi. Hoa gì vậy? Hoa giấy, hoa giấy, hoa giấy, hoa giấy. Hoa giấy. Hoa giấy. Mọi người hát đi. Tháng giêng à la la la, tháng 2 da 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 da, tháng 3 da 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 da, tháng 4 da 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 da, tháng 5 da 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 da. Chúng ta có nhớ cái bông nào đâu. Tháng 6 ngoài trời mưa rơi, tháng 6 trong. Ba gì ta? 3 2 1. Hết giờ. Cái này là quy chỉ em. Ông bà mách bảo em. Rồi sĩ tử Lê Thành Dương, sĩ tử Phạm Duy Thuận nhắc hoa giấy. Sai rồi. Trời ơi. Vậy là cái chị hướng dẫn viên chỉ sai. Bốn sĩ tử còn lại là đều nhắc hoa sen. Chị, thật ra đáp án dưới đây nè. Chị ơi. Trời ơi, vậy tôi nói đúng rồi. Rồi em thử chị coi chị nhìn thấy hay không. Sĩ tử Lê Thành Dương luôn lẹo quá không tính. Đáp án đó. Em hai đáp án lận, sen giấy. Sen giấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đây là món ăn gì? Cái gì vậy? Em nhìn gần là được không chị? Cái cục gì vậy? Nhìn nó ra cái bánh luôn á trời. Bánh đúc, bánh đúc anh em ơi, bánh đúc. Hay là bánh trưng? Không, không phải bánh trưng đâu. Cầm cho các sĩ tử bánh gì ta? Anh ra coi. Anh. À, bánh gì ngộ quá. Bánh này không biết bánh gì. Bánh à. Đây em ra coi. Bánh bánh hồng. Phải bánh hồng không? Bánh hồng. 3 2 1. Hết giờ. Trời ơi, không kiểu gì mà sai được chị ơi. Đâu, kiểu gì vậy? Kiểu gì vậy?
Cái gì vậy? Ghi là một loại bánh ngọt làm từ làm từ bột nếp, có thể là nếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái bánh đó luôn á. Rồi, xin mời các sĩ tử vô lên ạ. Đáp án của chúng ta rất là phong phú. Jun Phạm là chè lam. Một loại bánh ngọt thôi, vị ngọt. Sai. Số 1. Bánh tổ. Quân chị là bánh tổ. Sai luôn. Bánh tổ. Ủa? Giống mà. Mi Ra Trần, chè lam. Trọng Hiếu, bánh kem. Này có bánh kem hả em? Bánh kem. Này có bánh kem hả em? Bánh sinh nhật. Bánh chè lam chị. Rồi, trong cái câu hỏi này thì có Jun Phạm, Mi Ra Trần và Black Ca là đáp án đúng, đó là chè lam. Chị ơi, chị ơi, đổ đổ chè lam, chị ơi. Cảm ơn rất nhiều. Đây là câu hỏi tiếp theo. Đây là con phố nào tại Hà Nội? À, biết rồi. Phố Mã Mây. Mã Mây. Dễ quá. Năm. Anh đồ nướng ở đấy ạ. Bốn. Có gì anh? 3 2 1 Xin mời đáp án. Đó là phố Mã Mây à. Really? Nó lớn lên làm như mình hay lắm. Mã Mây à. Chính xác. Nó có mày ở chỗ luôn mà em còn nhận ra nữa. Em tưởng nó Mã Vân. Tưởng nó Mã Vân. Cái gì? Phố gì Ngựa Vân? Phố Mã Mây là một đáp án chính xác. Chứ giờ các bạn em bảo đảm, em bảo đảm nó được. Cho câu khác đi. Rồi bây giờ là một câu hỏi cực kỳ trí tuệ. Câu hỏi này có liên quan tới chuyến tham quan bảo tàng Hà Nội sáng nay. Anh Dương. Rồi, tới công chuyện rồi anh em ơi. Trong số 5 nhóm bảo vật quốc gia đã được công nhận tại bảo tàng Hà Nội bao gồm chuông Thanh Mai, trống đồng cổ loa, bộ sưu tập lưỡi cày đồng bên trong trống, long đình gốm Bát Tràng, chân đèn gốm, vũ khí Ngọc Khánh. Bảo vật nào sau đây có niên đại gần với hiện tại nhất? A là chuông Thanh Mai, B là trống đồng cổ loa và bộ sưu tập lưỡi cày bên trong trống, C là chân đèn gốm. Ai nhắc em không ạ? Chân gốm. 3 2 1 Xin mời. Đây là hình dáng chân gốm trong tưởng tượng của em. Đều có đáp án là chân đèn gốm hết. Dạ đúng rồi. Ghi là chân gốm. Chân đèn gốm á chị. Đèn đâu? Chữ đèn âm câm. Rồi Trung Quân đáp án C, Mi Ra Trần đáp án chân đèn gốm, Trọng Hiếu chân đèn gốm, riêng Black Ca chuông Thanh Mai. Ủa? Bạn tự tin không Black Ca? Dạ, cũng tự tin chút chút. Hiện vật trước mắt chúng ta có niên đại chính xác tuyệt đối là Diên Thành thứ 5, tức là năm 1582. 1582. Rồi, chúc mừng, bạn đã sai. Wow. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến bộ môn sinh học. Chết. Trời ơi. Rồi, đang quỳ đây. Trời ơi, 10 điểm sinh, trời ơi, 10 điểm sinh. Để tôi. Cái môn này là phải quỳ rồi. Cứu em. Sinh học, tôi sinh giỏi lắm. Ok, con gì tên là rắn mà không phải rắn? Nghĩ đi. Khó quá vậy. Con gì tên là rắn, có hai đáp án. Đúng rồi. Sao? 4 3 2 1 Hết giờ, xin mời đáp án. Không biết. Rồi Trung Quân là để giấy trắng. Em nghĩ là con rắn mối. Jun Phạm. Rồi Ngô Kiến Huy đều đáp án là rắn mối. Không biết, thì là con trăng. Mi Ra Trần rắn mối. Ở sau lại là da rắn. Trăng nhớ rồi kìa. Da rắn. Con trăng. Con trăng thì nó tên rắn rồi nào. Bí quá à chị. Đáp án rắn mối là chính xác ha. Trong tên nó có chữ rắn, nhưng mà nó không phải là rắn. Chị ơi, trời này vui quá. Nữa chị. Ở sao mối là cái gì? Rắn mối là con, thời gian con lắm, con thằng lằn á. Kỳ thi hội này diễn ra còn 2 câu nữa, các sĩ tử cố lên nha. Không biết thi được cái gì không mà tôi thấy nó rỗng hôi 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 nè. Thấy căng thẳng quá gì. Căng thẳng quá nè. Trong sự kiện Hà Nội 12 ngày đêm, trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, con phố nào tại Hà Nội bị tàn phá nặng nề nhất? Hát bài đi anh ơi. Khâm Thiên. Thiên có gần vậy? Không. 4 3 2 1 Xin mời đáp án. Phố Khâm Thiên à? Mi Ra không biết thêm. Khâm Thiên. Cái chữ đó đúng Khâm Thiên không? Khâm Thiên đúng là vậy. Vì sao á? Mẹ em quá. Tạm chấp nhận.
Phó Cẩm Thiên. Cẩm Thiên. Phó Cẩm Thiên. Cẩm Thiên. Cẩm Thiên. Phó Hầm Thiên. Hầm Thiên. Hầm Thủ Thiêm hay gì? Thiếu một cái ca. Được, xin lỗi em ạ. Phó Cẩm Thiên. Đáp án đúng của chúng ta đó là Phó Cẩm Thiên. Yeah. Yeah, nhưng mà mình đúng đúng không? Hay quá nè em ơi, hai lon bia nha. Câu cuối này để giảm sự căng thẳng cho các sĩ tử ha. Đây là một câu cực kỳ dễ. Rồi, để xem. Các bạn hãy ráp lại thành một câu. Rồi ơi. Đây là một câu rất là quen thuộc. Một câu thành ngữ rất quen thuộc. Si đích phích làm brother. Phích làm brother. Cái gì vậy? Rồi, ok chưa? Một giây ạ. Cha mẹ ơi, nở mặt nở mày gì con. Ủa, bây giờ mày đang chờ? Chờ Hiếu. À, chờ Hiếu hả? Được quá. Câu này Hiếu làm được mà. 2, 1, xin mời. Ở đây có một câu khác biệt. Xin mời thí sinh Trọng Hiếu. Rất là tự tin nhá. Bác họ thấy làm sang quàng. Thí sinh Trọng Hiếu rất là sáng tạo trong việc ghép chữ. Tuy nhiên đó không phải là câu chính xác. Câu chính xác là thấy sang bác quàng làm họ. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của kỳ thi hội. Đứng đầu có hai thí sinh bằng điểm nhau, đó là thí sinh Ngô Kiến Huy và thí sinh Jun Phạm. Trời ơi, tổng lại được 7 điểm. Phạm đệ, Ngô đệ. Wow. Bởi vì chúng tôi cần tìm ra 3 thí sinh để vào vòng trong, là thí sinh Black Ca và Mira Trần đang đồng 6 điểm. Vì vậy chúng tôi quyết định là sẽ ra một cái câu hỏi phụ để chọn ra xem thí sinh nào vào vòng thi đình ha. Đây là một câu hỏi toán học. Trời, chị ơi, chết em. Chú ý, câu hỏi như sau. 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 bằng bao nhiêu? Một trăm hai mươi. Thí sinh Black Ca đã đưa ra con số đáp án là chính xác rồi. Ôi, em tính hơi chậm thôi, em chưa kịp ghi anh thắng rồi. Ok, tính hơi chậm vậy thôi, ra ngoài cổ vũ đi em. Rồi, như vậy là tôi xin công bố 3 thí sinh vào vòng thi đình, đó là thí sinh Jun Phạm, thí sinh Ngô Kiến Huy và thí sinh Black Ca. 3 thí sinh còn lại các bạn sẽ đi qua cái chiếu ngồi cạnh bên và các bạn có thể xem phần thi cũng như là tham gia bình luận ạ. Giờ đây là lúc con tim này được chắc lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong ai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Cảm ơn. Nghe những cái lời ca hung đúc tinh thần thì tụi em nghĩ là mình nên thi liền đi chị. Xin mời 3 sĩ tử sẽ lên bốc thăm nhận bộ đề về. Rồi, chị nói bộ đề nữa hả? Chúc mừng anh Huy. Không có gì năng khiếu tôi là quay cớp thì giờ còn đâu nữa. Đề bài của Huy là nét đẹp con người Hà Nội. Đề bài của Jun là danh lam thắng cảnh Hà Nội. Và đề bài của Black Ca là ấn tượng ẩm thực Hà Nội. Hình thức thi của chúng ta là như sau. Trong vòng 3 phút, các bạn sẽ phải làm được 4 câu thơ về cái đề bài mà các bạn đã bắt được. Và sau đó là ban tổ chức chúng tôi sẽ đánh giá. Thời gian làm thơ của các bạn bắt đầu. Cái này khó viết quá. 4 câu là 4 từ đúng không? Lo nha. Không biết đủ chỗ viết không đó trời. Ủa đề bài em là gì quên ta? Các sĩ tử chú ý còn 30 giây hết giờ.
giờ. Bây giờ lần lượt từng sĩ tử còn lại trên trường thi, các bạn sẽ đọc bài thơ của mình. Chính Phạm, xin mời em. Dạ, thơ của em thì bây giờ gấp quá cũng không biết có vần hay không. Ai ơi có đến thủ đô, nhớ đền quán thánh, nhớ Hồ Gươm xưa. Hay. Thăng Long lịch sử hào hùng, thăm thiên phố cũ mãi cùng tháng năm. Yeah. Hoan hô, hoan hô. Đa tạ, đa tạ. Quá hay. Nhà đề bài của em là ấn tượng ẩm thực Hà Nội. Ai đi Hà Nội mà xem, đồ ăn thức uống làm mềm lòng anh. Bún chả bánh cuốn phở gà, chả cá lã vọng căng tròn lòng em. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Là tôi ghi nháp xấu quá, giờ dịch không được. Nháp xấu quá. Đề bài của em đó chính là nét đẹp người Hà Nội, nói chung là nét đẹp người Hà Nội đó. Sử dụng thể thơ phá cách đường luật. Không, phá cách đường luật. Không. La cà hát khắp muôn nơi. La khắp muôn nơi. Cà ná, Đà Lạt, cả biển khơi. Yeah. Ủa Hà Nội mà. Nay dần nơi đất tổ. À. Người hiền diệu ở trong tôi. Thảo thơ. Thảo thơ. Ai bình chọn cho thí sinh Phương Phạm xin mời giơ tay ạ. Tôi thấy hay nha. Câu đó hay, câu đó hay. Hay, hay, hay. Cảm ơn cả nhà. Thank you, thank you. Ai bình chọn cho thí sinh Black Ca. Hay luôn nha. Sao mình chọn hết đi. Ba phải lên. Ba phải lên. Ai bình chọn cho thí sinh Lê Thành Dương tức Ngô Chí Huy. Một trăm, một trăm. 200, 200. Thôi mà mọi người đừng có vậy. Nói chung là thí sinh Ngô Kiến Huy có cố gắng mua chuột. Tôi thấy cũng có nhiều cánh tay bình chọn. Ủa vậy? Tuy nhiên là lạc đề. Cho nên là trong vai trò là trưởng ban thảo thí, tôi quyết định luôn là thí sinh Ngô Kiến Huy do lạc đề. Cho nên là bạn sẽ được giải thám hoa. Thám hoa? Dạ, đúng rồi, giải thám hoa. Bản nhãn đã thuộc về thí sinh Black Ca. Wow. Và như vậy giải trạng nguyên thuộc về thí sinh Jun. Rồi sao nó đi giống như là mấy ông mà em địa chủ mà ác độc quá, gọi một trường hào ác bá. Không, đoạn này quan trọng. Mời anh Vương Thi đây. Ủa? Mời anh ở đây ạ. Thám hoa hả? Dạ đây ạ, đây là phần thực dành chúc mừng anh. Dạ. Phần quà của thám hoa đâu ạ? Mời anh em một lẳng mứt về ăn cho nó ngọt giọng. Con cảm ơn. Giỏi hơn nha anh nha. Anh em à, chị make up. Chị Hương sinh viên. Cũng như sinh viên để chỉ bài cho em. Ê, mình giải ba mình đâu nói nhiều. Đi về. chúc mừng Black Car giải nghệ nhá. Sao cũng giống nhau vậy? Anh Trạng Nguyên ơi. À, chào em gái. Em đang đây thăm anh nè. Em ở nhà luôn được không? Được. Anh có nhớ nào hồi xưa em có cho anh 5 đồng lên kinh đô đi học đó? À thì ra là vợ nghèo ở nhà giờ đây rồi. Trời ơi, đúng là cái thứ thấy sang bắt hoàng làm họ là giết cho em đó. Ủa, Trạng Nguyên mà cũng y chang như mấy đứa kia vậy. Khác nhau cái bản nè. Không có đâu, khác nhau ở điểm là cái hàng sử dụng của sản phẩm. Xin mời ba bạn dừng lại một chút xíu ha, để cái đội bình luận ở ngoài trường thi này để coi coi là các bạn đã làm thơ như thế nào nha. À, để coi. Được, để coi. Chuẩn bị hạ cái bảng đó xuống đi à. Hay là ẩm thực hay là ẩm chưa vô được chiên chiên nữa. Chưa được chiên chiên mà nổi. Những cái gì vậy? Bơm làm thơ. Bơm này xong rồi nha. Sắp xong còn câu nữa xong rồi. Bơm này xong rồi, nói trước cho bên đó biết á. Đội thi rớt thì đã xong rồi. Nơi đây đẹp nhất tháp rùa. Tầng văn hiến mãi còn lưu danh. Hay. Văn miếu quốc tự khắc tên anh. Cổ loa thành đó mãi trong tim mình. Wow. Hay thơ quá. Hay, thơ ơi. Hay. Vương Vương với Động Hiếu, bạn nào muốn đọc trước? Em cũng gia Lanh Thắng Cảnh luôn. Mày nhưng mà hổ. Em làm thơ tự do. Ok. Tự do. Rồi. Hà Nội đẹp. À. Hay. Hay. Tháp rùa nghiêng bóng nước. Wow. Hàng cây xanh che bóng rủ xuống mặt hồ. Wow, tuyệt vời.
từng đàn bướm vờn quanh bãi cỏ. Hay lắm em. Em chiêu. Em chiêu. 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 Wow. 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 Hay nha. Cái này chị phải dùng cảnh knock down cho em nè. Knock out liền. Em là xứng đáng học trò của anh. Hay thể quá. Thơ bác cứu vô đường luật. Đúng rồi. Bác cứu vô. Anh em là những bài thơ của anh em đây. Quá hay nhá. Bây giờ mới chí mạng nè. Mọi người bình tĩnh lại một tí. Mọi người đừng có đặt cái okay, hy vọng okay. Nó cao quá. Trọng Hiếu xin phép chọn chủ đề là thực phẩm. Trời Wow, hay. Đây là Dish Black Car nè. Yeah. Mọi người có nhận ra cái món này không nhá? Rồi, ok. Bánh lọc bột. Bánh lọc bột. Nóng như bị sốt. Giống như vị gì? Giống như bị sốt. Bị sốt. Ăn lại rất ngon. Hay. Mềm. Và quá giòn. Mềm. Và quá giòn. Đêm. Hết chưa? Hết đó. Hay. Đúng không? Hay. Hay quá. Review food á. Cái này giống review food á. Ủa? Nhưng mà bánh bột lọc là ở Huế. Không, nó bánh lọc bột. Bánh lọc bột. Làm này y chang. Này y chang. Bánh lọc bột. Cầm bánh này. Đưa trước camera. Nói lại câu đó luôn. Câu vừa rồi luôn. Quảng cáo. Đó. 2, 3, vô. Bánh này bánh gì? Bánh lọc bột. Muốn nói gì nói à. Nóng như bị sốt. Ăn lại rất ngon. Mềm. Và quá giòn. Bác. Trời ơi. Khách hàng thấy sao ạ? Thôi. Mua không ạ? Tôi chào cho em Trạng Nguyên. Đưa bằng khen đây. Xin mời. Đưa bằng khen đây cho chúng tôi. Trời ơi. Sao chị Thắm thấy sao ạ? Thấy sao? Tôi thấy đau bụng chảy.